Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vlog của Daniel Sakalan. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Phi và Madagascar để tìm hiểu chi thực vật mọng nước thuộc họ Euphorbiaceae là chi lớn thứ tư của thực vật có hoa. Tên chi bắt đầu từ Euphorbus, là người thầy thuốc Hy Lạp của vua Chu Ba đệ nhị thuộc Numidia, người đã kết hôn với con gái của Antony và Leopatra. Và cây hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu là Euphorbia nerubella, hay còn gọi là cây bonsai màu đỏ. Cây này trước đây còn được gọi là Monadium rubellum, là một loại thực vật thuộc họ Caudiciform, có một củ lớn, tròn hoặc một cụm gồm một số củ nhỏ hơn. Lúc đầu, thân cây mọc thẳng, sau đó tản và dài tới 30cm với đường kính lên đến 0,5cm. Cây có màu xanh lục với các sọc dọc màu xanh tía, lá có màu xanh đậm ở mặt trên và hơi đỏ ở mặt dưới và mọc từ đầu của thân cây. Cây có cả hai đầu nhọn, dài tới 1,6cm và rộng tới 1cm. Hoa có màu hồng đến màu đỏ, dài từ 1,5cm và thường xuất hiện từ mùa xuân đến mùa hè. Tên gọi cụ thể Neorubella bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp Neos có nghĩa là mới và Rubellus trong tiếng Latin có nghĩa là màu đỏ nhỏ và đề cập đến vẻ ngoài hơi đỏ của loài cây. Về cách chăm sóc và phát triển Euphorbia nerubella, chúng ta phải để ý đến ánh sáng. Hầu hết các loài Euphorbia đều ưa nắng, nhưng một số sẽ chịu được bóng râm một phần. Vì thế nên đặt Euphorbia trong nhà của bạn trên cửa sổ với hướng nam hoặc đông nam. Về phần giá thể, Euphorbia yêu cầu đất thoát nước cực tốt. Chúng thậm chí còn phát triển mạnh ở những vùng đất khô cằn và kém chất lượng. Vì thế, giá thể sử dụng hôm nay bao gồm 2 hỗn hợp đá, 1 phần perlite, 1 phần 2 peat moss và phần tàn chậm. Về việc tưới nước cho cây, Euphorbia là cây mọng nước, có thể sống sót trong hạn hán, nhưng không có nghĩa là chúng không cần đến nước. Từ mùa xuân đến mùa thu, tưới nước khi lớp đất trên cùn cảm thấy khô hạn. Giảm tưới nước vào mùa đông, chỉ cho chúng sử dụng lượng nước vừa đủ để cây không bị héo. Về phần phân bón, chúng ta nên cân đối theo công thức NPK 10-10-10, pha loãng đến 1/4 cường độ mỗi tuần một lần trong mùa sinh trưởng là thích hợp nhất cho cây, hoặc có thể sử dụng phân tan chậm 14-14-14 để thay thế nếu không có NPK. Về việc thay chậu cho cây, Euphorbia không cần thay chậu hàng năm. Khi cây của bạn phát triển lớn hơn trong chậu của nó, đã đến lúc thay chậu cây và một chậu lớn hơn cung cấp cho nó một hộp hợp bầu mới sẽ giúp cây phát triển và sinh sôi tốt hơn. Về phần nhân giống, phương pháp nhân giống nhanh và dễ dàng nhất đối với loài cây này là dăm cành. Euphorbia cũng có thể được trồng từ hạt, nhưng chúng có thể khó nảy mầm và thậm chí không thể nảy mầm. Tất cả các loài Euphorbia đều tiết ra nhựa cây màu trắng sữa, độc hại và có thể gây kích ứng cho da và mắt. Tốt nhất là nên để cây tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi. Loài cây này thường được ví von là bonsai vì hình dáng của chúng. Nếu có thể, khi cây đã phát triển và khỏe mạnh, các bạn có thể uốn cành cho cây bằng kẽm để tạo ra các hình thù mà các bạn mong muốn. Nếu không, các bạn cứ để cây phát triển tự nhiên, đúng như tên gọi, không cần uốn nắng, cây vẫn sẽ có hình thù thú vị mà bạn không thể nào nghĩ tới được. Hiện nay, các nhà vườn tại Việt Nam nhập cây và bán với giá từ 90-150.000 một cây, tùy hình dáng của củ và lá. Cây nếu tưới đủ nước và ánh sáng, cây sẽ cho lá màu xanh. Nếu ít tưới nước và hạn chế ánh sáng, cây sẽ cho lá màu đỏ. Dịch bệnh tiếp tục hoành hành ở Sài Gòn mấy ngày qua. Những cơn mưa bất chợt đến xối xả như muốn trôi đi hết mọi muộn phiền của dân Sài Gòn lúc này.
mong dịch bệnh mau qua đi, cuộc sống lại trở lại như cũ, để mình và các bạn cùng nhau đi làm, có thêm thời gian trồng trọt các loại cây cảnh mới, tái tạo một phần thiên nhiên, cùng nhau giúp môi trường ngày một trong sạch. Tâm sự như thế cũng đã khá nhiều, kính chúc bạn và gia đình luôn bình an và khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Vlog lần tới.